trâu đi lạc lên tầng 2 sân bay Nội Bài. Tình huống hy hữu xảy ra khi một chú trâu đi lạc lên tầng 2 nhà ga T1 của sân bay Nội Bài. An ninh sân bay đã có mặt để lùa trâu ra khỏi sân bay. Trưa ngày 22 tháng 1, hành khách đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, bất ngờ trước hình ảnh một chú trâu không có người chăn dắt, đi lạc lên tầng 2 của ga hành khách nội địa, ga T1. Con trâu dường như đã đột nhập sân bay từ dốc lên dành cho ô tô, dốc nối giữa đường Võ Nguyên Giáp với cửa ga đi lạc lên tầng 2 và tiến về phía cửa nhà ga. Chia sẻ với phóng viên, anh Đào Tuấn, nhân chứng tại sân bay, cho biết vụ việc xảy ra vào 11h35 phút ngày 22 tháng 1. Khi đó trời mưa nhỏ, đường nối lên tầng 2 ít xe qua lại. Anh Tuấn đã báo cho một nhân viên an ninh tại sân bay về sự xuất hiện của chú trâu. Đại diện sân bay xác nhận nhân viên an ninh đã được điều động để lùa con trâu ra khỏi sân bay. Theo thiết kế, sân bay Nội Bài có rào chắn ở tứ phía để ngăn động vật xâm nhập. Tuy nhiên, khu vực đường dẫn từ đường Võ Nguyên Giáp lên nhà ga T1 không có barrier, chỉ có biển báo cấm xe máy. Tình trạng động vật xuất hiện quanh sân bay Nội Bài là không khó hiểu bởi gần đó là đất canh tác và rừng sóc sơn. Trước đó, nhân viên an ninh từng nhìn thấy khỉ, chó gần hàng rào sân bay. Với vụ việc hy hữu này, sân bay Nội Bài đã chỉ đạo đơn vị chức năng gửi văn bản khuyến cáo đến địa phương các xã giáp ranh để tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở bà con trong việc quản lý vật nuôi, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn hàng không và hình ảnh của sân bay cửa ngõ của thủ đô. Sân bay Nội Bài nằm ở vị trí tiếp giáp với 5 xã sản xuất nông nghiệp. Do vậy, công tác ngăn chặn vật nuôi, động vật hoang dã xâm nhập luôn được quán triệt, tăng cường giám sát để phát hiện và đẩy đuổi kịp thời. Hàng năm, sân bay cũng phối hợp với cảng vụ hàng không miền Bắc tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về văn hóa an toàn hàng không cho các xã giáp ranh sân bay. Đồng thời gửi văn bản khuyến cáo người dân không thả diều, bóng bay, flycam, đốt trơm trạ, quản lý vật nuôi, đảm bảo an toàn bay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.